chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Ngọc Lâm Gam Minh mình. Hôm nay thì mình lại tiếp tục làm series cảnh sát cơ động nha. Đây thì anh em tôi cũng vừa mới mod thêm một chiếc xe cảnh sát cơ động vào. Đây, chiếc xe máy này. Đấy, có nhãn của cảnh sát cơ động luôn. Rồi, bây giờ anh em tôi sẽ gọi là xuống phố để gọi là săn những thanh niên đi xe quá tốc độ hay là tổ chức đua xe trái phép. Đây, bây giờ tôi đang cùng với một đồng đội của tôi thôi. À, còn một vấn đề nữa là anh em bảo tôi làm video ngắn ấy, thì nếu mà tôi làm video dài đăng lên thì loát lên trên YouTube rất là lâu, nên là tôi phải cắt ngắn ra đăng dần dần, nên anh em thông cảm cho tôi. Trong thời gian sắp tới thì tôi cũng sẽ làm những video hay và dài hơn cho anh em xem nha. Rồi, bây giờ anh em tôi chắc là tôi mấy đồng chí sẽ làm một cái chốt ở đây. Ok, ổn không? Đấy, được đấy, xuống đây đồng chí ơi. Tôi đổi vũ khí cái. Rồi, ổn luôn. Có cái lá chắn này thì súng đạn bắn làm sao mà vào được anh em tôi. Rồi, chắc là tôi cũng phải gọi thêm anh em cảnh sát giao thông đến đây lập cái chốt ở đây. Ôi, kia có thanh niên ra làm gì đấy? Ái à, bị đánh bọn tôi à? Phải gõ cho mấy phát thôi. Ui, có súng luôn này. Ui rồi. Thanh niên kia định chạy ra thì bị cái xe nó đâm cho cái. Đồng đội tôi đã đạp cho cái kìa. Thôi, lại có súng rồi. Thôi, phát này phải gõ cho nó phát thôi. Ui rồi. Có cái đúng chết luôn. Ui, thanh niên này có súng luôn, cũng có súng luôn này. Ái da, bướng với chúng tôi ấy. Bướng này, tôi mặc giáp nên bắn súng nó chả thấm vào đâu, không biết thì ngoài đời có như thế không. Cái bọn này tại sao bọn nó lại tấn công bọn tôi nhỉ? Tôi phải dùng súng thôi. Bọn kia cũng có súng gì à? Chết rồi. Ra xem nào. Có súng bắn đâu à? Kia bắn đi. Mấy tên này đúng là chán sống rồi, không phải tha thứ được. Ôi, đồng chí của tôi ở đứng đây này. À, quên mất lúc ấy tôi chưa trang bị súng cho đồng chí của tôi. Thôi được rồi, tôi có súng thì không phải sợ bọn nó. Bọn nó lại đến kìa. Rồi. Rồi, để tôi dùng cái gậy để tôi phang bọn nó rồi. Tôi không thích dùng súng đâu. Tôi có lá chắn mà. Ai à? Ôi, bên kia kìa. Mày dám bắn tao à? Lao thẳng vào luôn. Thôi, bây giờ chúng ta phải rút thôi. Tôi nghĩ là bọn nó càng ngày càng đến đông. Hai chúng tôi thì không thể nào mà chống lại cả băng đảng này được. Tôi phải cần thêm chi viện. Nên nào đồng chí ơi, nhanh lên, không bọn chúng lại đến đấy. Ôi, bên kia còn một đứa kìa. Ui dồi, như vậy này không ổn. Chắc là tôi phải đi về đồn gọi thêm anh em đến thôi. Đây, chắc là cái đồn cũng gần đây thôi. Anh em tôi đang phóng về đây. Nguy hiểm quá. Con này thật là đông luôn đấy. Ui. Rồi đây. Ôi, bọn chúng lại đến kìa. Thôi rồi, bọn này tôi sẽ xử luôn, không cần phải thêm chi viện gì cả. À, vào đây con dại. Gõ nó đi đồng chí. Ui, em dám bắn lén à? Đã thế phải dùng súng thôi. Chạy đâu vô thoát hả con trai. Ôi giời, kìa lại đến nữa kìa. À, bên này. Ui, thôi xong rồi, mình phải trốn thôi. Ôi, thôi xong rồi. Ô, sao tôi ở đây nhỉ? À, tôi hiểu rồi. Vậy là nhiệm vụ đã thất bại. Vậy là tôi đã thua rồi. Thôi được rồi, video của mình đã kết thúc ở đây. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo. Tập tiếp theo thì tôi sẽ bắt sống bọn chúng luôn, không để cho tên nào thoát cả. Rồi.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại anh em.